thân ái gửi đến tất cả các bạn lời chào yêu thương và trân quý. Hôm nay Sơ rất vui được gặp gỡ các bạn với đề tài Hãy đến với mẹ Maria bằng kinh Mân Côi. Các bạn thân mến, chiêm nghiệm cuộc đời con người nơi dương thế, tác giả Thánh Vịnh 103 đã kêu lên: Kiếp phù sinh tháng ngày bắn gọi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Cuộc sống của chúng ta hôm nay, ngay giữa những văn minh rực sáng của thế kỷ 21 này, cho dù khoa học kỹ thuật đã đạt tới những thành công tuyệt vời, đã cống hiến cho con người biết bao tiện nghi, nhanh gọn, thoải mái, nhưng không vì thế mà con người thoát khỏi khổ đau. Thực tế cho thấy, bên cạnh những xuôi thuận, bình an trong đời, chúng ta vẫn còn phải đối mặt với nhiều vấn đề, nhiều thử thách. Xem ra, gai góc vẫn luôn song hành với chúng ta trong cuộc sống. Trong đó, có những nút thắt chúng ta tự mình không tháo gỡ được. Chúng ta hẳn chưa quên triết lý đời là bể khổ của Đạo Phật: sinh, bệnh, lão, tử. Đau khổ của con người không chỉ hạn hẹp ở trong bình diện cá nhân, mà còn lan tỏa ra tầm cỡ thế giới, như khủng bố, chiến tranh, thiên tai, đại dịch, mà nóng bỏng hơn với chúng ta bây giờ là bão lụt miền Trung. Vậy để giải gỡ những khó khăn, tháo cởi những nút thắt, mang an bình cho cuộc sống, chúng ta phải làm gì đây? Xin được giới thiệu với các bạn một người mẹ vừa thánh thiện vô song, vừa nhân từ nhân hậu, lại có quyền uy trước mặt Thiên Chúa. Người mẹ đó chính là Trinh Nữ Maria, mẹ của Thiên Chúa và mẹ của mỗi người chúng ta. Mẹ đã từng được kính mến dưới tước hiệu Đức Mẹ Tháo Gỡ Nút Thắt. Đức Mẹ Tháo Gỡ Nút Thắt là một tước hiệu còn rất lạ lẫm với người Công giáo Việt Nam chúng ta, nhưng lại rất được sùng kính tại châu Mỹ Latin. Lòng sùng mộ này khởi đi từ một bức tranh mang tên là Juan Vazquez của họa sĩ Johann Georg Melchior Schmidner. Tác giả đã được gợi hứng từ một câu nói rất thời danh của Thánh Irene trong tác phẩm Chống Dị Giáo: như nút thắt bởi sự bất tuân của bà Eva đã được gỡ ra do Đức vâng lời của mẹ Maria. Và tất cả những gì mà bà Eva đã thắt lại do bởi thiếu lòng tin thì mẹ Maria đã tháo cởi do lòng tin hoàn hảo của mẹ. Bức tranh mô tả Đức Trinh Nữ Maria đang cầm một sợi ri băng dài có nhiều nút thắt. Mẹ đang bình thản gỡ ra từng nút thắt đó. Và hiện nay, bức tranh gốc đang được lưu trữ tại nhà thờ Thánh Phêrô ở Augsburg, Bavaria, Đức Quốc. Đức Francisco đã khám phá ra bức tranh này trong một dịp ngài viếng thăm Đức Quốc vào khoảng thập niên 1980. Cảm động trước tình yêu mẫu tử của mẹ Thiên Chúa, ngài đã phổ biến lòng sùng kính Đức Mẹ Tháo Gỡ Nút Thắt trên khắp đất nước Argentina. Và trước khi trở thành giáo hoàng, Đức Francisco đã từng dâng tặng cho Đức Thánh Cha Benedicto XVI một chén thánh có khắc ghi hình ảnh Đức Mẹ Tháo Gỡ Nút Thắt. Đây là một lòng sùng kính rất tốt đẹp, mang lại an bình thanh thản cho những ai tin cậy đặt những nút thắt cuộc đời mình, quê hương mình, gia đình mình, giáo hội và thế giới vào trong tay Đức Trinh Nữ Maria. Với một lòng tin tưởng chắc chắn, mẹ dư sức tháo gỡ những nút thắt trong cuộc sống mà chúng ta phải bó tay vì bất lực và vô phương giải quyết. Trong những nỗi khó, đôi lúc chúng ta tự hỏi, tin mẹ, yêu mẹ, phó thác cho mẹ, nhưng chúng ta đến với mẹ bằng cách nào đây? Xin được trả lời ngay, hãy đến với mẹ Maria bằng kinh Mân Côi vì những lý do sau. Thứ nhất, kinh Mân Côi là lời kinh giản dị, dễ đọc nhưng mang nhiều ý nghĩa thánh thiêng và nhất là có hiệu quả tốt đẹp khôn lường.
Lần chuỗi kinh Mân Côi chúng ta lặp đi lặp lại lời kinh Lạy Cha, một lời kinh cao quý mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ của Người. Với kinh kính mừng, chúng ta cùng với thần sứ chào kính mẹ, cùng với bà Elizabeth chúng ta chúc khen mẹ, và cùng với giáo hội chúng ta nài xin ơn hôm nay và ơn cho ngày mai. Đọc kinh sáng danh, chúng ta hân hoan cùng với triều thần thiên quốc, với các thần sứ chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi. Lần chuỗi kinh Mân Côi, chúng ta cùng với mẹ chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu trong lịch sử ơn cứu độ, đồng thời xin cho mỗi người chúng ta noi gương mẹ Maria bước theo Chúa trong cuộc sống hôm nay. Thứ hai, kinh Mân Côi còn là lời ru, là khúc nhạc thánh dịu dặt, đưa tâm hồn mỗi người chúng ta về bên tình yêu dịu hiền của mẹ Maria, và cùng với mẹ dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi lời hát tri ân tình Chúa bao la và giàu lòng xót thương. Thứ ba, kinh Mân Côi là lời kinh chữa lành. Thật vậy, trải thời gian, kinh Mân Côi đã làm biết bao nhiêu kỳ tích cho cuộc sống con người, xoa dịu vết thương của biết bao nhiêu những người đau khổ, trả lại sức khỏe thể xác và tâm linh cho những ai thành tâm đến với mẹ bằng những lời kinh thật là dễ thương: Lạy Cha, kính mừng sáng danh. Nhưng trước hết và trên hết, kinh Mân Côi là lời kinh mà Đức Maria yêu thích. Trong những lần hiện ra nơi này nơi kia, thời này thời khác, mẹ Maria luôn khuyến khích con người hãy lần chuỗi Mân Côi. Đặc biệt tại hang đá Lộ Đức, nước Pháp vào năm 1858, với 18 lần hiện ra với chị Bernadetta, mẹ luôn luôn mang tràng chuỗi Mân Côi trên tay. Mẹ dạy chị Bernadetta lần chuỗi và cùng lần chuỗi với chị. Ngày nay Lộ Đức đã trở thành một nơi hành hương nổi tiếng với những phép lạ chữa lành nhãn tiền, mang bao nhiêu ân phúc đến cho những người cầu xin với mẹ dưới tước hiệu mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, cho những ai được diễm phúc một lần đặt chân trên mảnh đất linh thánh và kỳ diệu này. Vào năm 1917, giữa lúc thế giới đang chịu bao nhiêu đau khổ của cuộc chiến tranh thế giới 1914-1918, và ở trong một tình trạng chính trị vô cùng phức tạp, các quốc gia chia rẽ nhau, chống đối nhau, kình địch nhau, thì mẹ Maria một lần nữa lại thân hành hiện ra với ba trẻ chăn chiên là Lucia, Jacinta và Francisco. Trong 6 lần thần hiện, lần nào mẹ cũng nhắc đến kinh Mân Côi. Mẹ khuyên các em tối sớm lần hạt, mẹ thúc giục các em quảng bá kinh Mân Côi rộng khắp, vì đây là khí giới dẹp tan sự dữ, giải gỡ mọi khó khăn và đem lại cho thế giới hòa bình chân chính. Trong lần gặp cuối vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, với phép lạ mặt trời nhảy múa trước sự chứng kiến của hơn 70.000 người, mẹ Maria đã tự xưng mình là nữ vương Mân Côi. Mẹ còn dặn cậu bé Francisco: "Này con, nếu muốn vào thiên đàng, con hãy lần hạt thật nhiều vào." Các bạn thân mến, cho đến lúc này tình hình lũ lụt miền Trung, đặc biệt các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh còn đang trong tình trạng nguy ngập. Bà con ta đang tiếp tục phải đối diện với thảm họa mất của, mất nhà, mất cả người thân. Đau thương quá phải không các bạn? Vậy chúng ta hãy chia sẻ, hãy cứu trợ, hãy cứu giúp. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tuy nhiên, các bạn cũng hãy mau mau tìm về với mẹ Maria bằng tràng chuỗi Mân Côi. Lời kinh đơn sơ mà hữu hiệu, lời kinh bình thường mà phi thường, để những nút thắt đau đớn trong cuộc đời chúng ta nhờ mẹ mà được giải gỡ. Hãy đến với mẹ Maria bằng kinh Mân Côi các bạn nhé.
Sơ ước mong và tin tưởng các bạn sẽ tìm được ở nơi mẹ sự bình an và hạnh phúc trong cuộc đời của mỗi người. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.